Với đây chúng ta hãy thử lập trình điều khiển cho thang cuốn. Trước hết tôi sẽ giải thích các thông số điều khiển. Có hai cảm biến, một ở cửa vào và một ở cửa ra. Nếu cảm biến ở cửa vào được mở, đèn sẽ mở và thang cuốn đã dừng sẽ bắt đầu chuyển động. Nếu cảm biến ở cửa ra mở, đèn sẽ tắt và thang cuốn sẽ dừng. Vì thế nên ở đầu vào ta có X1 là cảm biến cửa vào. X3 là cảm biến cửa ra. Bên phía đầu ra ta có Y0 là đèn. Y3 là động cơ dẫn động thang cuốn. Đây là chương trình bậc thang. hãy cùng tạo chương trình này trong quốc 2 và chuyển nó vào PLC. Tiếp theo, hãy cùng kiểm tra vận hành của thiết bị. X1 được đặt là cảm biến cửa vào. Vì thế, nhấn X1, đèn đỏ sẽ mở và động cơ dẫn động thang cuốn sẽ khởi động. Tiếp theo, mở công tắc hành trình X3 là cảm biến cửa ra, đèn đỏ sẽ tắt và động cơ sẽ dừng. Hãy cùng kiểm tra trên Zigwood 2, nhấn F3 trên bàn phím, chế độ quan sát Monitor sẽ khởi động. Nếu bạn thao tác đúng, trên màn hình sẽ xuất hiện những hình ảnh dưới đây. Khi nhấn nút X1, Y0 và Y3 sẽ bật đèn. các bạn đã làm tới đây chưa ạ